Một tính năng trên máy Vivo mà có thể bạn chưa biết, đó là tính năng thay đổi giọng nói trong game để chúng ta có thể chơi bạn bè. Vậy thì để kích hoạt cái tính năng cho bạn bè này như thế nào? Cùng xem video nhé. Bắt đầu thôi. Rồi, và để chúng ta có thể thay đổi giọng nói trong game và có thể ghẹo bạn bè bạn tốt hơn trong cái dịp Tết này và làm cho bọn nó bất ngờ thì chúng ta sẽ làm thế nào? Đó là các bạn sẽ vào phần cài đặt, sau đó chúng ta sẽ chọn vào chế độ siêu trò chơi trong phần cài đặt này. Khi mà các bạn đã chọn vào chế độ siêu trò chơi rồi thì chúng ta sẽ chọn cho mình đó là phần thanh ngang trong game. Thì cái phần thanh ngang trong game này là thanh bên trò chơi, chính xác hơn nó là tên là thanh bên trò chơi. Vậy thì cái này để làm gì? Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn. Các bạn sẽ vào một tựa game bất kỳ. Game nào cũng được nha, chứ không phải là nhất thiết là những tựa game như là PUBG hay là Liên Quân đâu. Cái này nó hỗ trợ hết tất cả các game luôn. Thì các bạn sẽ vào một tựa game bất kỳ cho mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ thấy một cái thanh ở bên góc trái màn hình. Nó nhỏ xíu à, nhưng mà các bạn chịu khó chú ý là chúng ta sẽ thấy luôn. Các bạn vuốt qua cho mình thôi và chúng ta sẽ có phần đó là bộ thay đổi giọng nói. Rồi khi mà các bạn kích hoạt cái bộ thay đổi giọng nói này lên, nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Cái bảng này nó sẽ ghi là bộ thay đổi giọng nói hiệu ứng thay đổi âm thanh dùng cho trò chơi. Khi các bạn bật cái tính năng này lên thì chúng ta sẽ phải ghi âm trước để có thể nghe. Các bạn ghi âm trước và các bạn ghi âm một đoạn nói là bất kỳ cũng được, và chúng ta có thể nghe lại cái voice của mình xem là cái voice nào nó hợp lý nhất và cũng như là lạ nhất thì chúng ta có thể chọn. Và trong đây chúng ta sẽ có 6 chế độ âm thanh khác nhau. Thứ nhất là âm thanh gốc, cái này là bình thường rồi, không nói rồi ha. Thứ hai là trí tuệ nhân tạo nè, cái thứ ba là tư lệnh nè, cái thứ tư là âm thanh của phóng viên chiến trường, thứ năm là cowboy và cái thứ sáu là âm thanh của con nít. Thì các bạn thích cái nào thì các bạn chọn thôi, mỗi cái đều chúng ta cho chúng ta được phép nghe thử trước khi chọn. Và mình sẽ demo một cái đoạn âm thanh cho bạn nghe để xem thử là mỗi cái này nó khác nhau như thế nào nha. Rồi bây giờ mình đầu tiên mình sẽ ghi âm nè, bấm tiếp tục chọn cho mình. Alo alo 1234, các bạn có nghe mình nói không ạ? Alo alo alo. Rồi bạn đã hoàn tất ghi. Rồi bây giờ mình chúng ta sẽ nghe theo từng chế độ, bây giờ chúng ta sẽ là nghe chế độ nhân tạo nè. Rồi chúng ta sẽ chọn vào tư lệnh nè. Đó, các bạn sẽ thấy là cái giọng nó, các bạn sẽ thấy là cái giọng nó khác hẳn luôn, nó bóp méo cái tiếng của mình đi. Bây giờ chúng ta sẽ qua phóng viên chiến trường nè. Đó, thì bây giờ cái giọng của mình sẽ là giọng âm cao rồi, nam trầm luôn. Đó. Đó, cái giọng cao bồi. Cái giọng cao bồi này thì giống như là cái giọng chúng ta hít khí heli vậy. Rồi cái phần con nít này thì cái tiếng của chúng ta sẽ bị như là một tiếng của em bé vậy. Và đây là sẽ là âm thanh gốc nè. Alo alo 1234, các bạn có nghe mình nói không ạ? Alo alo alo. Rồi thì khi mà các bạn đã ưng ý vào cái âm thanh của mình chọn rồi á, thì các bạn sẽ bấm xong cho mình. Và khi đó chúng ta vô game, cái phần này nó sẽ tự động nó đổi luôn cái voice của các bạn trong game luôn, chúng ta không cần phải làm gì hết. Như thế là xong tất cả các bước rồi. Vậy là vừa rồi mình đã chỉ cho các bạn cách để chúng ta có thể thay đổi giọng nói của mình thông qua cái ứng dụng trên máy Vivo. Và để làm được cái này thì rất là dễ đúng không nào? Các bước mình đã chỉ cận kề ở trên rồi, nếu các bạn không biết thì chúng ta có thể xem lại. Và trong quá trình mà các bạn muốn đổi giọng nói trong game mà chúng ta gặp lỗi gì đó thì hãy comment bên dưới nha, mình sẽ đại up hết tất cả thắc mắc của các bạn. Và bây giờ hãy nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Thí Động để mình có động lực hơn ra video trong tương lai nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.